Vâng, xin chào các bạn. Như vậy là sau một ngày bận rộn với công việc và cuộc sống thì bây giờ chính là lúc để chúng ta cùng thư giãn với những tin tức thể thao sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung có trong chương trình ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính thức dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Sau màn đăng quang Mỹ mở rộng 2021, Emma Raducanu thay luôn huấn luyện viên. Đội tuyển Việt Nam sẽ dùng độc trị độc trước đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính thức dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa giải V-League 2022 theo bản hợp đồng cùng mức lương chưa được tiết lộ. Ở mùa giải V-League 2021, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từ chức sau khi câu lạc bộ Hà Nội có khởi đầu không như mong đợi. Qua truyền hình, ông xác nhận mình không còn thuộc biên chế của đội bóng nữa, thậm chí chỉ được câu lạc bộ Hà Nội gửi biên bản thanh lý hợp đồng qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị công bố tuyển trưởng mới sau khi chia tay huấn luyện viên Mano Polking, đó là cựu danh thủ Trần Minh Chiến, người đang dẫn dắt câu lạc bộ hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu, vốn cũng là đội bóng có chung nhà tài trợ với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc công bố huấn luyện viên mới Trần Minh Chiến dự kiến sẽ được lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong tháng 10 tới đây. Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bao trọn gói tổ chức hai trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Vào ngày hôm qua 28 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản chính thức gửi lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF về việc xin đăng cai hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Xê Út vào ngày 11 tháng 11 và ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Lạch Tray. Theo đó, ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết, nếu VFF, AFC đồng ý để Hải Phòng đăng cai hai trận đấu nêu trên, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi yêu cầu của ban tổ chức. Hải Phòng sẽ chuẩn bị để có hai sân tập đủ điều kiện chuẩn FIFA, đăng ký 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 đến 5 sao làm nơi cư trú cho hai đội và quan chức trận đấu. Về sân Lạch Tray, hiện mặt sân và dàn đèn đã được sửa chữa, hoàn thiện rất đẹp. Nếu hai trận đấu diễn ra ở sân vận động Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bao toàn bộ chi phí tổ chức trận đấu. Ngoài ra, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ thưởng cho đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng. Mỗi trận đấu 1 tỷ, bất kể tỷ số ra sao. Đây là cách mà chúng tôi thể hiện tình yêu với bóng đá Việt Nam, san sẻ trách nhiệm với VFF. Messi nói gì khi lần đầu ghi bàn cho Paris Saint-Germain? Vào rạng sáng nay, Lionel Messi đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng chủ đô nước Pháp trước Manchester City tại Champions League 2021-2022. Sau trận đấu, ngôi sao người Argentina không giấu được sự vui sướng. Quả là buổi tối hoàn hảo trước đối thủ lớn như Man City. Với Paris Saint-Germain, đây là chiến thắng quan trọng. Tôi rất hạnh phúc vì đã ghi bàn. Gần đây, bản thân không được ra sân thi đấu nhiều. Tôi cần thích nghi từng bước tại môi trường mới. Sự ăn ý cùng các đồng đội ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ cải thiện qua từng trận, tăng chất lượng và cường độ chơi bóng. Cũng trong trận đấu này, Messi cũng gây bất ngờ vì hành động không do dự khi nằm xuống sân bên trong hàng rào trước hai pha đá phạt của Man City. Cựu siêu sao của Manchester United, Rio Ferdinand đã thốt lên: "Không thể như thế được, Messi không được làm như vậy, đó là một sự thiếu tôn trọng. Tôi như Messi, tôi sẽ không làm. Nếu tôi ở trong đội bóng cùng Messi, tôi sẽ nói với cậu ấy, không, bạn không nên làm như vậy, hãy để tôi làm điều đó cho bạn." Sau màn đăng quang Mỹ mở rộng 2021, Emma Raducanu thay luôn huấn luyện viên. Emma Raducanu đang trải qua một mùa giải kỳ diệu. Hồi đầu năm, cô còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến Wimbledon 2021, trong Grand Slam đầu tiên góp mặt, cô lọt vào đến vòng 4 và chỉ dừng bước do gặp vấn đề về thở. Sau giải đấu ấy, Emma Raducanu thuê huấn luyện viên Andrew Richardson, người từng dẫn dắt mình hồi 11 tuổi ở Học viện Quần vợt Bromley. Hơn 2 tuần sau khi vô địch US Open 2021, tay vợt nữ 18 tuổi đã chia tay huấn luyện viên Richardson nhằm có được bước tiến mới hướng đến Australia Open 2021. Theo báo giới Anh, Raducanu lên kế hoạch đến Australia sớm để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Thậm chí, cô sẵn sàng ở mình trong khách sạn đợt Giáng sinh sắp tới để có sự chuẩn bị tốt nhất. Gaming House triệu đô đầu tiên ở Việt Nam có gì độc đáo? Gam Esports nhận sự đầu tư mạnh mẽ khi được NRG Esports, một trong 10 tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới, và CMG Asia mua lại vào tháng 5. Từ đó, người hâm mộ Liên minh Huyền thoại được thấy hàng loạt thay đổi, cách hoạt động truyền thông và định hướng chiến lược mới từ GAM. Trên thế giới, Gaming House thường được thành lập bởi các tổ chức Esports lớn. Đây là nơi để những đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp cùng sinh sống, tập luyện và thi đấu cùng nhau. Sau khi các vận động viên dọn vào sống ở Gaming House, tất cả những gì họ cần làm và tập luyện thật chăm chỉ mỗi ngày, họ sẽ được cung cấp tất cả những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho việc luyện tập. Thậm chí, cả việc ăn uống cũng được lo từ A đến Z. Ông chủ TK Nguyễn của GAM Esports mới đây đã có những chia sẻ về Gaming House có tổng chi phí lên tới triệu đô.
Gaming House là một trong những dự án khiến chúng tôi hào hứng nhất. Không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, đây còn là khu tập luyện với nhiều tiện nghi. Mọi thứ có gián đoạn đôi chút vì chúng tôi tiến hành hoàn thiện nội thất. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cách ly cộng đồng. Gaming House là biệt thự 5 tầng tuyệt đẹp, trị giá hàng triệu đô la Mỹ với nhiều khu vực riêng biệt. Khu giải trí có TV lớn cho các thành viên trong đội thư giãn hoặc tiếp đón khách. Phòng gym cung cấp đầy đủ dụng cụ cần thiết và huấn luyện viên cá nhân giúp các thành viên cải thiện thể chất. Phòng studio là nơi chúng tôi xem lại băng ghi hình và các trận đấu trực tuyến. Khu vực gaming được trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu tập luyện của các thành viên. Tôi tự tin đây là gaming house đẹp nhất Việt Nam khi hoàn thiện. Việc không thể tham dự chung kết thế giới khiến chúng tôi gặp bất lợi vì các đội ở khu vực khác vẫn thi đấu thường xuyên và tiến bộ qua từng ngày. Trong khi đó, GAM chỉ có thể tập luyện với các đội cùng khu vực. Đội vẫn đang cố gắng duy trì mọi thứ với mục tiêu quan trọng nhất. Các thành viên đã tập luyện chăm chỉ trong vài tháng qua. Chúng tôi chỉ muốn có cơ hội khẳng định sức mạnh. Game thủ Việt Nam có kỹ năng tốt, với môi trường tập luyện và quá trình đào tạo phù hợp, chúng tôi có thể giúp họ hoàn thiện khả năng và tư duy. Tư duy là điều quan trọng nhất, đó là sự khác biệt giữa tập thể giỏi và huyền thoại. Cristiano Ronaldo từng nói, nếu bạn không tin bản thân là người giỏi nhất, bạn sẽ không bao giờ vươn tới những điều bạn có thể. Chúng tôi sẽ tập trung nâng tầm tư duy chiến thắng để các thành viên phát huy hết tiềm năng vốn có. Nếu làm được điều đó, GAM sẽ không thể bị ngăn cản. Đội tuyển Việt Nam dùng độc trị độc trước đội tuyển Trung Quốc. Mới đây, hai cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng gặp phải chấn thương và không thể có mặt hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10. Điều này buộc đội tuyển Việt Nam sẽ phải có đôi cánh mới trong đội hình. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu chính thức cầm quân tại Việt Nam với đội tuyển đầu tiên là U23, ông sử dụng song sát Văn Thanh ở cánh phải và Văn Hậu ở cánh trái trong sơ đồ 3-4-3 tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Việc sử dụng đấu pháp với 3 trung vệ buộc ông Park phải cực kỳ khắt khe trong lựa chọn những cầu thủ chạy cánh. Họ phải đảm bảo hai yếu tố, thể lực và sự nhạy cảm trong chuyển đổi giữa công và thủ. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp khi U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á và sau đó là hạng tư ASEAN 2018. Nhưng trước AFF Cup 2018, ông Park nhận hung tin Văn Thanh bị đứt dây chằng chéo trước. Tuy nhiên, trong họa có cái may, sau những thử nghiệm táo bạo, ông Park đã tìm ra được một lựa chọn tối ưu là Nguyễn Trọng Hoàng từ vị trí tiền vệ. Trọng Hoàng đảm đương vai trò hậu vệ phải hay đến mức các chuyên gia đánh giá. Đây là sự chuyển đổi ấn tượng nhất của ông Park trong suốt 4 năm qua. Đội tuyển Việt Nam có song tấu đường biên hoàn hảo, Văn Hậu và Trọng Hoàng làm nên đôi cánh vững chắc cho đội tuyển Việt Nam với ngôi vô địch AFF Cup 2018 trước khi giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Như vậy, lần đầu tiên kể từ sau thành công ở AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo không thể có cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng ở hai trận đấu trong vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 10 gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman. Huấn luyện viên Đoàn Minh Sương mới đây đã có những gợi ý táo bạo cho đội tuyển Việt Nam bằng cách chủ động chơi tấn công. Việt Nam nên chơi tấn công phủ đầu, xét về yếu tố khách quan. Tuy đây là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc chơi trên sân nhà, nhưng thực tế, sân Saja ở UAE lại quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam vì chúng ta từng thi đấu trên chính sân này ở Asian Cup 2019 và 3 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6. Vì thế, ông Park và các học trò không có bất lợi gì về sân bãi, đó cũng là yếu tố quan trọng tạo hứng khởi. Còn về chiến thuật, chơi pressing tầm cao với những tình huống tấn công chớp nhoáng sẽ là vũ khí tối thượng của chúng ta. Việt Nam cố gắng có bàn sớm ngay từ 15 phút đầu. Thực tế đã chứng minh, nếu bị thua sớm, lối chơi của Trung Quốc rất dễ bị đổ vỡ, thế trận bị lỏng lẻo. Chúng ta cố gắng áp đặt được lên đối phương bằng lối đá kiểm soát bóng tốt, giữ vững cự ly đội hình. Trong một tuần trở lại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục bổ sung các hậu vệ biên, từ việc điều chuyển cầu thủ trẻ Liễu Quang Vinh từ đội U22 Việt Nam sang cho đến gọi gấp Đỗ Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là phương án dự phòng bởi hiện tại. Có thể huấn luyện viên Park Hang-seo đã định hình được phương án. Văn Thanh từ cánh trái sẽ lại được kéo về cánh phải, Hồng Duy sẽ đảm đương ở hành lang cánh trái. Đây có thể là một phương án khả thi cho đội tuyển Việt Nam. Văn Thanh và Hồng Duy đã chơi rất ăn ý ở Hoàng Anh Gia Lai, giúp đội bóng của Bầu Đức thi đấu ấn tượng trong gần hết giai đoạn 1 của V-League 2021 trước khi một giải phải giang dở giữa chừng vì dịch Covid-19. Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi tấn công trước đội Trung Quốc và Oman để mong tìm kiếm bàn thắng mà cả Hồng Duy lẫn Văn Thanh đều hứa hẹn sẽ tạo ra những tình huống đột biến. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với những thông tin thể thao nóng hổi nhất diễn ra trong ngày hôm nay. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.